Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ông xã mình dẫn đi tỉnh, sau đó mua quà. Mà mình cũng nghĩ là cái ngày sinh nhật của mình là không cần thiết là phải có quà. Cho nên mình đi theo ông xã dẫn theo mà hỏi ông xã đi đâu, ông xã cũng không nói thì dẫn hôm nay dẫn đi mua quà. Thì cái quà là mình chọn. Thì hôm nay mình khoe một ít quà của mình cho mọi người xem. Đó, đây là cái quà mà hoa của cha chồng mình đem lại cho mình để trước cửa nhà trong khi hai vợ chồng mình đang đi chơi các bạn. Đó thì hôm nay là ngày sinh nhật của mình thì cha chồng mình đem hoa lại tặng. Thì cha chồng mình không biết tặng gì, chỉ biết tặng hoa cho mình thôi. Đó cũng là cái tấm lòng khi mà người khác nghĩ đến mình đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy hoa. Hoa này là hoa hoa lan. Hoa lan này là nhà mình hết rồi các bạn. Từ lúc mà đi về Việt Nam tới giờ là hoa nó bị héo tàn hết rồi. Tại vì mình đi về Việt Nam á. Đó giờ mình lấy ra, mình để lên chậu để mình để cửa sổ chân lại các bạn, tại vì cho chồng thấy mình hoa lan bị tàn hết rồi cho nên mua hoa khác cho mình, nhìn đẹp ghê chưa. Đó, hoa màu hường, màu này đẹp ha, nó có nhiều màu lắm các bạn. Hôm nào mình sẽ đi vườn giống hoa lan để mình quay cho các bạn coi những cái loại hoa lan khác. Còn đây là cái hoa lan mới mà mình mới thấy nè. Ôi, hoa 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 này là hoa gì mình không biết nha các bạn. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp ha. Ngộ, rất là ngộ. Này mà không biết có trồng ngoài vườn được không thì mình không biết. Nhưng mà em thấy nó bán ở trong chậu nè. Wow. Ồ. Nè, cho các bạn xem. Để đây đỡ đi. Ở dưới đây thì có mấy cái hoa nhỏ nhỏ này mình không biết hoa gì. Đó, đẹp cái chứ. C'est beau, c'est là, ah, oui. Comme tu... Toi, je savais que c'était Berlin. Enfin, Hein? qu'il y avait bien un peu. Ừ. Không biết hoa gì luôn. Mình cũng không biết tên nữa. Mà không thấy để tên gì hết nữa. Không thấy để tên. Đó, rồi cho chồng mình cũng đem mấy cái hộp trứng gà lại cho tụi hai vợ chồng tụi mình đó. Tại vì hai vợ chồng mình hay ăn trứng gà lắm cho nên cho chồng có nuôi gà cho nên hay đem trứng lại hoài hả. Đó bây giờ là ba chậu hoa để không được nó ngã nè các bạn, để đứng họ cái nó ngã đó. Ba chậu hoa lan của cha chồng mình gửi tặng cho mình trong ngày sinh nhật. Còn đây là món quà của mình khi đi tỉnh nha các bạn. Ông xã mà dẫn vô trong siêu thị điện máy để đi mua. Thì siêu thị điện máy mình định coi cái gimbal. Nhưng mình nghĩ không biết gimbal có nên cần thiết không. Thì ông xã chỉ mình là một cái gimbal và một cái máy quay này. Đây là một cái máy quay phim nhỏ xíu siêu à. Rất là nhỏ. Giờ mình có thể đi xuống nước quay được luôn. Các bạn nó chống nước được luôn. Đó, đây là những cái chức năng của nó là nó ghi nè các bạn. Mình cũng không gần cái loại camera này giống như là kêu là camera mini nhỏ xíu à, nhỏ hơn cái máy quay phim bình thường của mình nữa đó. Ở trong đây thì có ghi những cái chức năng bộ phận gì của máy này các bạn. Ở đây thì có những cái phụ phụ kiện đi kèm nè. Đó. Lúc đầu thì mình định là mình lấy cái gimbal là để mình quay phim cho nó không bị nhúc nhích cái hình ảnh đó, nó chống rung á các bạn. Nhưng mà mình suy nghĩ mãi đi mà không biết chọn cái nào, có nên lấy cái gimbal hay không. Rồi mình lấy lại cái này, tại vì khi mà mình quay phim trên điện thoại á thì cái thẻ nhớ không có nhiều cho nên không quay được nhiều cái video cùng một lúc. Cho nên mỗi một cái video mà mình đăng lên các bạn là trong đó có nhiều clip nhỏ mình cắt chỉnh sửa đó. Cho nên khi mà quay một cái video đăng lên như vậy là mình đã hết thẻ nhớ trong cái điện thoại rồi. Cho nên không được quay thêm nữa. Vì thế mà mình chọn cái máy camera nhỏ này để phụ kèm quay phim thêm. Đó, giờ mình dở ra thử coi nó như thế nào ha. Bữa nay cũng là cái ngày đầu tháng và cũng là cái ngày mà bên Bỉ sale các bạn, có nghĩa là giảm giá đó.
năm mình nhớ năm năm những năm trước thì là vào tháng 7, nhưng mà năm nay thì do dịch cho nên họ dời lại, năm nay là họ làm tháng 8, mình nhớ vậy á. Rồi bây giờ mình khui cái này ra cho các bạn xem. Đó, ông xã mình nói mua cái này đi, nữa sau này mà mình có đi cái trượt nước á, giống cửa hồ Bà Hởm mình quay phim cho các bạn xem cái hình ảnh này nè, trượt nước bằng trên sông á, thì có máy quay này mình quay thì nó sẽ chống nước cho mình. Giờ mình dở ra coi nó như thế nào rồi chia sẻ cho tất các bạn. Không biết là cái hình ảnh nó quay đẹp hay không thì mình cũng không biết. Này nó cũng đóng kỹ đó. Đây nè các bạn, cái camera mà mình ấy mở ra xong đó, nó nhỏ gì nè, nhỏ xíu xíu luôn đó, nhỏ xíu xíu gì luôn á. Rồi ở trong đây thì nó có một cái phụ kiện ở trong này, sách hướng dẫn nè, mình lấy xem thử coi. Hồi nãy xã mình kêu có cái họ có bán luôn cái ví mà đựng tất cả các phụ kiện cho máy quay luôn các bạn, nhiều lắm, nhiều phụ kiện lắm mà mình nghĩ là chắc không cần thiết cho nên mình không lấy nè. Mà trong đây máy này nó có phụ kiện sẵn rồi mà mình nhìn mình không biết hết, chắc cái này phải tự mò từ từ các bạn ơi. Đó, ở trong đây phụ kiện nhiều quá chừng luôn nè. Mình thì mình định là mua cái GoPro gì đó các bạn, là cái micro á, cái hiệu GoPro á. Mình tìm kiếm nó nhưng mà ở bên này không thấy bán, chỉ có mua trên Amazon thôi. Chứ chỗ siêu thị điện máy thì không có bán hiệu đó, chỉ bán hiệu hiệu khác, cái hiệu gì Boza gì đó. Đó, đây những cái phụ kiện đây. Rồi xong rồi đó các bạn. Là cái máy camera có bao nhiêu phụ kiện như thế này. Đó. Rồi cái máy nó nhỏ như thế này nè. Ông xã mình biết mình hay quay video để làm YouTube đó, cho nên ông xã mình nghĩ tới cái ý tưởng là đầu tư, mua quà tặng mình đầu tư video. Không biết làm video được bao nhiêu mà cứ đầu tư, tại thấy mình cũng ham quay phim đó các bạn, cho nên ông xã mình mua đó, nhiều phụ kiện quá chừng phải đọc hướng dẫn để mới biết được. Máy quay hiệu là Goley đó các bạn, hiệu Goley đây các bạn. Ông xã tháo ra giùm cho mình nè, đó cái máy nó có chút béo gì nè. Ở đây là cái chỗ sạc nè, màn hình của nó này các bạn, màn hình nhảy xí xì, màn hình này chỉ bằng 1/6 của cái điện thoại mình hả, nhỏ xíu. Mà không biết là camera này hình ảnh chất lượng hay không thì mình không biết, mình đang tìm tòi coi thử như thế nào. Nhỏ xíu mà có vỏ không, cũng mắc, có rẻ đâu không nha. Bây giờ mình đi 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 sạc thử coi. Coi rồi sau đó mình sẽ xem hình ảnh của cái máy này như thế nào. Rồi cái máy này đã sạc pin rồi này các bạn. À, mình cũng chưa có xem cách sử dụng như thế nào. Bấm lên thử coi sao. Máy này rất là nhỏ luôn. Nó cái hiệu của nó đó. Nè, cái camera nó nè các bạn, mình quay thử coi, nhìn vô trong cái ly rồi. Các bạn xem ở màn hình này đúng là giống như cái máy quay phim chụp hình nữa các bạn, chứ nó không có giống kiểu như của điện thoại mình ha. Từ đây sẽ có một cái máy ảnh bé tí bé tẹo, một cái máy ảnh mini để phụ hỗ trợ cho mình trong những lúc quay phim luôn rồi các bạn. Máy nhỏ gọn à. Đó, cái này mình có thể đi xuống nước được nè. Thì ông xã mình có tháo ra cái chân đó các bạn. Thì cái vỏ bên ngoài nó là gì nè. Khi mà mình đi xuống nước á thì mình sẽ cái mở cái hộp này ra và bỏ cái đó vô trong thì mình quay phim dưới nước luôn các bạn.
thì nó sẽ không bị hư cái máy ha. Cái này là cái hộp đựng thêm vô, thì khi mà mình xài thì mình gỡ cái chân này xuống, cái chân này dạng để tượng trưng ở trong cái hộp thôi nên mình để gì luôn, nhưng mà khi mình xài thì mình gỡ gỡ đây, gỡ cái này ra. Ở trên đây nó sẽ có hai cái nút điều khiển ở trên này nè, thay vì mà mình không xài cái hộp đó thì mình bấm ở đây, khi mà bỏ vô thì nó sẽ thay thế ở hai nút này các bạn đó, mình bấm là nó sẽ tác động lên những cái nút ở trên cái máy nè. Bên hông cũng có nữa nè, bên hông cũng có cái nút nữa nè đó, mình bấm vô đi xuống nước được. Không sợ, mình nói máy này hỗ trợ cho mình nếu mà khi nào mà mình muốn trượt trượt trên sông á thì mình có thể sử dụng này để quay phim đồ. Rồi một món quà nhỏ mini. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Bye bye.